Vụ đấu giá Vương Miện Mai Phương Nghi chiêu trò, khiến fan quốc tế không còn thiện cảm. Theo South Star, vụ đấu giá Vương Miện của Hoa hậu Mai Phương đã gây chú ý đến cộng đồng sắc đẹp quốc tế, thái độ mới là điều đáng báo động. Nguồn cơn từ việc một tài khoản Instagram đến từ Indonesia, chuyên theo dõi các cuộc thi nhan sắc thế giới đã đăng đàn với nội dung không mấy thiện cảm với việc đấu giá từ thiện của Mai Phương. Cụ thể, Mai Phương đã quyết định đấu giá Vương Miện của mình với giá 3 tỷ nhưng ngày hôm sau, Mai Phương vẫn đổi chiếc Vương Miện mới y chang khi đến thăm một trung tâm xã hội, người này cảm thấy đây chỉ là một kịch bản để nhận được sự đồng cảm của tổ chức Miss World. Trong buổi đấu giá vừa qua, xuất hiện nhiều tình tiết không hợp lý cũng khiến nhiều người tranh cãi. Con số được chốt đơn cho chiếc Vương Miện là 3 tỷ bởi một nhà doanh nghiệp giấu tên với danh nghĩa là bạn của bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss World Việt Nam. Nhưng đến gần cuối sự kiện, người ẩn danh quyết định trao lại Vương Miện cho Mai Phương với lý do cô xứng đáng có được chiếc Vương Miện cao quý này. Vì vậy, Mai Phương tiếp tục đồng hành cùng chiếc Vương Miện. Tuy nhiên, dân mạng cho rằng đây là một chiêu trò để đánh bóng tên tuổi cho nàng hậu và làm mất đi giá trị của buổi đấu giá từ thiện. Bên cạnh đó, netizen nghi ngờ người ẩn danh mua Vương Miện rồi hoàn trả cho Mai Phương cũng là một nhân vật hư cấu. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!